Viết Dung là gương mặt được tờ báo uy tín Tây Ban Nha, Marca lựa chọn phỏng vấn. Đó là vinh dự không phải cầu thủ châu Á nào cũng nhận được. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam mở đầu bài trả lời phỏng vấn tờ Marca: "Từ nhỏ, tôi đã thi đá bóng. Thế nhưng, vì là con gái nên tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau này mình theo nghiệp bóng đá." Viết Dung trong trận đấu với Mỹ, ảnh Marca: "Tôi nhớ mình từng chơi bóng với trẻ con trong xóm, xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trên TV và mơ ước một ngày nào đó khoác lên mình màu áo ấy. Cuối cùng, giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật." Viết Dung bắt đầu chơi bóng từ năm 11 tuổi nhưng không mất nhiều thời gian để chứng minh tài năng. Khả năng kiểm soát bóng, xử lý bằng hai chân và đọc tình huống tốt để giúp cho nữ cầu thủ có chiều cao 1,55m thăng tiến trong sự nghiệp, tờ Marca bình luận. Cũng trên tờ Marca, Viết Dung tiết lộ từng từ chối cơ hội chuyển sang khoác áo Làng FC, câu lạc bộ mà Huỳnh Nhi chơi bóng, vào năm 2020. Cô nói: "Đúng là tôi đã nhận được đề nghị từ Bồ Đào Nha nhưng tôi đã từ chối vì lý do cá nhân. Đời cầu thủ rất ngắn. Tôi hy vọng mình có thêm một cơ hội khác để trải nghiệm cảm giác thi đấu đỉnh cao ở châu Âu." Viết Dung thừa nhận thần tượng lớn nhất của mình là C. Ronaldo. "Tôi thích CR7 vì anh ấy có ý chí phi thường trong tập luyện và sinh hoạt. Anh ấy luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ. Đó là lý do giúp cho C. Ronaldo vươn lên đỉnh cao thế giới," tiền vệ người Việt Nam chia sẻ. Viết Dung từng từ chối cơ hội sang Bồ Đào Nha thi đấu cho Làng FC. Cô gái vàng của Việt Nam cũng chia sẻ cảm giác được huấn luyện viên người Trung Quốc Chen Yunfa triệu tập lên tuyển nữ Việt Nam vào năm 2011. "Ông ấy còn hơn cả huấn luyện viên đối với tôi. Đó là người thầy, người đã dạy cho tôi tầm quan trọng trong việc tập luyện và phát triển tài năng bóng đá."